Chương trình tối hôm nay gồm có Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt xung quanh cả Đức cam kết 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine khi Hoa Kỳ ngừng hỗ trợ Bloomberg tìm ra kế hoạch kết thúc chiến tranh của ông Trump Putin muốn người Nga sinh con vì sự sống còn của sắc tộc Trung Quốc bắt giữ công dân nghi làm gián điệp cho nước ngoài 1,9 triệu giáo viên Trung Quốc sẽ mất việc vào năm 2035. Triều Tiên bất ngờ kêu gọi quan hệ chặt chẽ với Nhật Bản. Người tái chế Campuchia biến hàng tấn chai nhựa thành chổi. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Xin kính chào quý khán thính giả quay trở lại với bản tin tối của kênh 60 giây tình hòa vào thứ sáu ngày 16 tháng 2. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối hạnh phúc và an lành. Ngay sau đây là những bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục bảo vệ thành phố Abdiivka khỏi sự chiếm đóng của quân đội Nga và kìm hãm bước tiến của kẻ thù. Các trận chiến ác liệt vẫn diễn ra trong thành phố. Theo chỉ huy trưởng Oleksandr Tarnaski, hiện nguồn tài nguyên đạn dược và các phương tiện hủy diệt khác đã được phân bổ cho quân đội. Ông Tarnaski đã viết, các trận chiến khốc liệt đang diễn ra trong phạm vi thành phố. Quân đội của chúng tôi đang sử dụng mọi lực lượng và phương tiện sẵn có để ngăn chặn kẻ thù. Ngoài ra, theo thông tin từ quân đội Ukraine cho biết, các vị trí mới đã được chuẩn bị và các công sự vững chắc tiếp tục vẫn được gia cố, có tính đến tất cả các tình huống có thể xảy ra. Ông Tapnatsky nói thêm, các chỉ huy trên chiến trường đã biết rõ nhiệm vụ của mình và thực hiện theo kế hoạch của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nhằm ổn định tình hình ở khu vực này, việc quản lý quân đội ổn định và hiệu quả, ông nói cho biết thêm, nhấn mạnh rằng ưu tiên cao nhất của Ukraine là bảo toàn tính mạng của các binh sĩ. Ông Tabnaski cũng cho rằng cách diễn đạt truyền thống của quân đội trong tình hình vùng tác chiến vẫn rất căng thẳng, tuy nhiên đã được kiểm soát. Lực lượng phòng thủ tiếp tục tiến hành chiến dịch phòng thủ và gây tổn thất cho quân đội Nga đáng kể. Vào ngày 15 tháng 2, lữ đoàn tấn công riêng biệt thứ ba chính thức xác nhận đơn vị này đã được điều động khẩn cấp đến quận Abdiivka để tiếp viện cho lực lượng đồn trú của Ukraine. Theo quân đội Ukraine, vào thời điểm lữ đoàn thứ ba tiến vào thành phố, tình hình ở đó cực kỳ nguy kịch. Maxim Zorin, phó chỉ huy của lực lượng Ukraine phòng ngự tại đây đã báo cáo rằng các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở khu vực Avdiivka và quân đội Nga đang tiến công từ mọi hướng. Oleksandr Borodin, người phát ngôn của các đơn vị Ukraine phòng thủ tại Avdiivka, đã cho biết trong một bình luận với trang tin Liga.net, tình hình ở khu vực Avdiiv rất khó khăn khi quân Nga đang tiến lên, tuy nhiên thiệt hại vượt xa so với lực lượng Ukraine do tỷ lệ thương vong là 1 trên 7. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, trong trường hợp có thể chiếm được Apdifa, quân đội Nga sẽ không thể nhanh chóng tiến lên và chiếm giữ được các khu định cư lớn ở phía tây của thành phố này do binh sĩ Nga bị tổn thất rất nặng nề khi chiếm được những vùng lãnh thổ mới, các đơn vị này sẽ cần phải một thời gian dài để có thể hồi phục và nghỉ ngơi. Nga cũng đã bắt đầu một chiến dịch tấn công cục bộ để chiếm Apdifa từ tháng 10 năm 2023 và chỉ mới bắt đầu tiến xuyên qua khu định cư sau khi tổn thất lớn về thiết bị và nhân lực. Viện nghiên cứu chiến tranh cũng lưu ý rằng, lực lượng phòng vệ Ukraine đã xây dựng được các công sự phòng thủ rất tốt ở gần các khu định cư xung quanh thành phố Avdiivka, nơi quân đội Nga cũng đang cố gắng chiếm giữ, đặc biệt là ở phía tây và phía bắc. Trong khi đó, các khu định cư tương đối lớn ở gần nhất trong khu vực, nằm cách Avdiivka ít nhất khoảng 30 km về phía tây các lực lượng Nga đã mất một lượng lớn nhân lực và trang thiết bị trong việc chiếm giữ Avdiivka. Vì vậy, họ có thể sẽ cần một thời gian dài để củng cố, phục hồi và nghỉ ngơi trước khi thực hiện các hành động tấn công tiếp tục để phối hợp tiếp theo trong khu vực. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng của Đức đã công bố viện trợ quân sự bổ sung 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Trong cuộc gặp gần đây với tổng tư lệnh mới được bổ nhiệm của Ukraine là Oleksandr Shishkin, tướng Kasten Breuer, sĩ quan quân sự cấp cao nhất của Berlin, đã cam kết một gói quốc phòng mới bổ sung cung cấp cho Ukraine, bao gồm các phương tiện được bảo vệ chống phục kích bằng mìn, chất nổ được trang bị cho UAV nhỏ, vật tư y tế, cũng như 77 xe tải đa năng loại 1A1 và phụ tùng cho nhiều hệ thống vũ khí. Tổng giá trị gói viện trợ khoảng 107 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng của Đức, là Boris Pistorius đã cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ năm. Nhìn chung, chúng tôi đang tiến rất gần đến những gì đang diễn ra ở Ukraine và những gì Ukraine cần. Thỏa thuận mới diễn ra một ngày sau khi ông Pistorius đã cam kết tăng nguồn cung cấp pháo binh cho Ukraine lên từ gấp 3 đến 4 lần vào năm 2024 trong cuộc họp tại Brussels của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng đã nói thêm rằng Đức đang có kế hoạch chi 3,75 tỷ đô la Mỹ và sản xuất đạn dược trong năm tới, một số tiền chưa từng có đối với nước này. Chính phủ Berlin đã tăng gấp đôi ngân sách để hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay. Đây là một huyết mạch cho Kyiv trong khi Hoa Kỳ, một đồng minh hỗ trợ lớn nhất, đang bị cản trở tại quốc hội. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, tính đến ngày 15 tháng 1, Đức là nước ủng hộ Ukraine lớn thứ hai sau Hoa Kỳ. Thưa quý vị, các nguồn tin nói với trang tin Bloomberg rằng kế hoạch hòa bình của cựu tổng thống Donald Trump mà ông muốn thực hiện nếu trở lại tòa Bạch ốc là nhằm răn đe gay gắt ngay cả Ukraine và Nga buộc họ phải đàm phán ngay lập tức. Theo một trong những cố vấn của ông Donald Trump, ông có kế hoạch răn đe Ukraine bằng cách ngừng viện trợ quân sự nhằm buộc chính quyền Kyiv ngồi vào bàn đàm phán với Moscow, đồng thời cũng buộc Nga phải làm điều tương tự bằng cách đe dọa tăng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hai cố vấn của ông Trump là Larry Kudlow và Robert O'Brien cũng đã công khai thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với ngân hàng Trung ương Nga nhằm thuyết phục tổng thống Putin hướng tới một thỏa thuận hòa bình. Đồng thời các nguồn tin bảo đảm rằng hiện tại nhóm của cựu tổng thống Trump không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với các nhà hòa giải Nga hoặc Ukraine về chủ đề này. Điều này được giải thích là do luật pháp của Hoa Kỳ cấm các cá nhân thay mặt chính phủ đàm phán. Tuy nhiên, theo trang tin Union, trong hai năm qua, cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Đồng thời, ông bảo đảm có thể thực hiện việc này trong vòng 24 giờ sau khi trở lại tòa bạch ốc. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15 tháng 2 đã cho biết các gia đình Nga phải sinh ra ít nhất hai người con vì sự sống còn của dân tộc và ba người trở lên nếu muốn phát triển và thịnh vượng. Nga đã phải gánh chịu thương vong nặng nề nhưng không tiết lộ kể từ khi phát động cuộc xâm lược vào Ukraine và hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ đất nước để phản đối cuộc xung đột hoặc sợ bị gọi đi chiến đấu. Trang tin Reuters đã cho biết Tổng thống Putin đã nói với các nhân viên tại một nhà máy sản xuất xe tăng ở vùng Urals rằng vì sự sống còn của dân tộc, mỗi gia đình phải có tối thiểu hai người con. Tổng thống Putin nhấn mạnh nếu chúng ta muốn tồn tại với tư cách là một nhóm dân tộc, hay như các nhóm dân tộc sinh sống ở Nga, thì phải có ít nhất hai đứa trẻ. Nếu mỗi gia đình chỉ có một đứa con, dân số sẽ giảm xuống và để mở rộng cũng như phát triển, chúng ta cần ít nhất là ba người con. Tổng thống Putin tuyên bố mình là người ủng hộ các giá trị truyền thống dựa trên gia đình, quốc gia và đức tin Cơ đốc giáo chính thống. Trong suốt 24 năm cầm quyền, đất nước này đã hạn chế nghiêm ngặt về việc thể hiện xu hướng tính dục, bản dạng giới và cấm phong trào LGBT vì coi đó là cực đoan. Nga đã trải qua 20 năm suy giảm dân số dần dần sau sự sụp đổ của Liên Xô cũ, thậm chí còn bị trầm trọng hơn bởi các vấn đề kinh niên như chứng nghiện rượu của đàn ông. Theo cục thống kê của nhà nước Nga ước tính, dân số ở mức 146,4 triệu người vào đầu năm 2023 giảm so với gần 149 triệu vào 20 năm trước. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, Trung Quốc đã bắt giữ một công dân của mình với cáo buộc làm gián điệp sau khi người này làm việc cho một công ty Hoa Kỳ. Trong một vụ việc mà các chuyên gia cho rằng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn khi làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài ở nước này. Emily Chen, 50 tuổi, đã biến mất sau khi bay tới sân bay quốc tế Nam Kinh, Luco vào tháng 12 trong chuyến thăm Doha nơi bà sinh sống. Theo chồng bà, công dân Hoa Kỳ là Mark Land, bà Chen đã nhắn tin cho gia đình để nói rằng bà đã hạ cánh nhưng sau đó bà không ra khỏi sân bay. Bốn ngày sau, con trai bà nhận được một lá thư từ Văn phòng An ninh Quốc gia ở Đại Liên, nói rằng bà đã bị giam giữ vào ngày 30 tháng 12 vì nghi ngờ cung cấp trái phép bí mật nhà nước cho các bên ở nước ngoài, một cáo buộc có tính chất nghiêm trọng với mức phạt tối đa là 10 năm hoặc lâu hơn đối với trường hợp nghiêm trọng hơn. Rất ít chi tiết được đưa ra về lý do cụ thể khiến cho bà Chen bị giam giữ. Tuy nhiên, chồng bà cho biết chỉ có một mối liên hệ duy nhất là vào năm ngoái, bà đã dành 4 tháng để giúp một công ty hậu cần của Hoa Kỳ mở văn phòng tại đó. Ông đã không thể liên lạc với bà kể từ khi bà bị giam giữ. Vợ tôi chỉ là một người ngoài cuộc vô tội, ông nói. Steve Cheng, giám đốc viện Trung Quốc tại trường nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi ở London cho biết, sự mơ hồ của các cáo buộc đã làm tăng thêm lo ngại về các cáo buộc gián điệp. Cho dù có công bằng hay không, những trường hợp như vậy sẽ khiến nhiều người Trung Quốc phải suy nghĩ kỹ về việc làm việc cho các công ty nước ngoài ông nhấn mạnh. Thưa quý vị, tờ sau China Morning Post của Hồng Kông đưa tin, khi tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm, nghề dạy học vốn từng được coi là một trong những bát cơm sắt sẽ phải đối mặt với những thách thức cực độ. Dự kiến đến năm 2035 sẽ có khoảng 1,9 triệu giáo viên mất việc. Theo báo cáo, trước đây ở Trung Quốc đại lục, giáo viên vẫn là lựa chọn phổ biến của người tìm việc, ngay cả trong thời đại kinh tế bất ổn. Tuy nhiên, trong tương lai, khi tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm với tốc độ nhanh, sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa giáo viên, dự kiến hàng triệu người sẽ thất nghiệp trong 10 năm tới. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 17 tháng 1, số người thiệt mạng ở Trung Quốc vào năm 2023 sẽ là 11,1 triệu người, cao hơn mức 10,41 triệu của năm trước. Dữ liệu chính thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố cho thấy, dân số Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm vào năm 2022, giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961. Kể từ năm 2017, số lượng trẻ sơ sinh ở Trung Quốc đã giảm mạnh, đến năm 2023, số ca sinh sẽ giảm mạnh tới 540.000, chỉ còn lại 9,02 triệu ca sinh. Tuy nhiên, do nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái và các vấn đề như giá cả cao và lương thấp, nhiều thanh niên không có kế hoạch kết hôn sớm và nuôi con. Mặc sức chính quyền liên tục kêu gọi kết hôn và sinh con, vẫn không thấy sự chuyển biến. Thưa quý vị, em gái có ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết không có trở ngại nào cho mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản và có thể sẽ có một ngày Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến thăm Bình Nhưỡng hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết vào hôm 15 tháng 2. Ông Kishida cho biết, ông đang tìm kiếm cơ hội gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên để giải quyết vấn đề thường dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1970 và 1980. Bà Kim Yo-jong, phó giám đốc trong đảng công nhân cầm quyền, cho biết những bình luận của ông Kishida có thể được coi là tích cực nếu nhằm thúc đẩy quan hệ. Bà nói, nếu Nhật Bản đưa ra quyết định chính trị nhằm mở ra con đường mới, để cải thiện mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, thì quan điểm của tôi là hai nước có thể mở ra một tương lai mới. Nhật Bản luôn chỉ trích việc Triều Tiên theo đuổi hỏa tiễn đạn đạo và vũ khí hạt nhân, thường xuyên hứng chịu những lời chỉ trích gây gắt từ Bình Dưỡng, đặc biệt khi Tokyo tăng cường liên minh an ninh với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Bà Kim nói thêm rằng, quan điểm của bà là quan sát cá nhân và theo như bà biết, lãnh đạo Triều Tiên không có kế hoạch cụ thể nào về quan hệ với Nhật Bản hoặc liên lạc với Tokyo. Thưa quý vị, trong một nhà kho nhỏ ở thủ đô Campuchia, một nhóm công nhân ngồi quay những chai nhựa thải thành giải, biến chúng thành lông chổi. Họ sản xuất ra 500 chiếc mỗi ngày. Trong 11 tháng qua, họ đã biến khoảng 40 tấn chai nhựa bỏ đi, tương đương khoảng 5.000 chai mỗi ngày, bằng cách tái chế chúng thành những chiếc chổi mà họ cho rằng bền hơn chổi thông thường. Những chiếc đó được bán với giá 2,50 đô la Mỹ và 3,75 đô la Mỹ mỗi chiếc. Sun Khosan, một tu sĩ Phật giáo 26 tuổi, cho biết ngôi chùa đã mua 80 chiếc chổi vào tháng trước. Chổi này khá chắc chắn, không dễ gãy, một doanh nhân người Campuchia tên là Heskia, 41 tuổi, cho biết tại một thành phố thải ra tới 38.000 tấn đủ loại rác thải mỗi ngày. Ông mua chai nhựa rỗng từ những người thu gom rác và tại kho rác. Với nguồn cung dường như vô tận, ông tự tin về khả năng tồn tại lâu dài của công việc kinh doanh này. Ông cũng kể mở với các đối thủ cạnh tranh bước vào thị trường. Ông nói, Điều này cũng giúp giảm ô nhiễm môi trường và khuyến khích người dân thu gom chai nhựa để bán cho chúng tôi với giá cao hơn, từ đó giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 giây tình hòa đã kết thúc. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.